Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza cho biết vụ không kích nhằm vào khu phố Ten Al-Sultan ở Tây Rafah mà hàng nghìn người đang ẩn náu sau khi sơ tán khỏi khu vực phía đông thành phố, nơi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ hơn 2 tuần trước. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, bệnh viện dã chiến của họ ở Rafah đang tiếp nhận nhiều trường hợp thương vong và các bệnh viện khác cũng đang tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trước đó cùng ngày, phong trào Hamas tuyên bố phóng loạt rocket tầm xa vào thủ đô Israel. Theo quân đội Israel, 8 quả rocket được phóng từ Rafah và một số đã bị đánh chặn. Vụ tấn công không gây thương vong. Rafah là thành phố cực nam ở dải Gaza, hiện có khoảng 1,4 triệu người Palestine trú ngụ sau khi chạy nạn tới từ các khu vực khác ở vùng lãnh thổ. Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Rafah đầu tháng này, dù cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, nhiều lần cảnh báo động thái này có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.